Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà mình hai cái đầu giải mã của Marang ha. Con này có mã là NA6005 cả nhà ha. Thì 6005. Con này sử dụng điện 100V cả nhà ha. Công suất tiêu thụ điện là 35W. Cả hai con cả nhà mình thì đều sản xuất năm 2020 ha. Con ở trên thì có số seri là 1014 và con ở dưới có số seri là 0044 ha. Cả hai đều là hàng em đấu giá từ Nhật về, chưa từng sử dụng tại Việt Nam. Với các cái chân dắt nó còn rất là vàng ha, và các cái ốc này còn rất là sáng. Đó, cả hai con ha, về một lúc hai con. Thì NA6005 mình có các cái chức năng chính gồm có nó có USB ở phía trước ha, để đọc được USB, nhập được file nhạc lossless cả nhà ha. File WAV hoặc là FLAC. Ngoài ra thì nó có thêm cổng quang ở phía sau để giải mã từ TV. Đây là cổng quang vào cả nhà ha. Đây là cổng quang vào. Đây là cổng quang ra cả nhà ha. Và nó có thêm cái cổng này để bắt anten. Bắt anten cả nhà ha. Có thêm cái bắt anten để nghe AM hoặc FM. Rồi. Hai cái anten nó sẽ nằm ở đây ha. Anten này là anten Bluetooth Wi-Fi nè ha. Đó, hai cái anten nằm ở hai bên đây. Con này sử dụng điện 100V cả nhà nha. Dạ. Và cái với cái đường mà bắt Bluetooth này thì nó có thể phát nhạc từ điện thoại mình qua bằng cái phương thức Bluetooth, hoặc là đối với Wi-Fi thì nó bắt Wi-Fi thì cả nhà mình có thể phát bằng phương thức AirPlay. Tất nhiên là AirPlay tức là không dây ha. Không dây từ điện thoại iPhone qua, hoặc là từ điện thoại Android Samsung mà có cài app á cả nhà. App mà phát nhạc mà có trả phí á thì nó cho phát mình phát AirPlay, thì tiếp nhận tín hiệu AirPlay. Đó là cái các cái chức năng chính của con NA6005. NA6005 con này là phiên bản trước của con 8005 ha. Dạ. Và với cái chức năng mà Wi-Fi, Bluetooth cũng như cổng quang và USB thì trong tầm giá hiện tại ha, con này có giá 10 triệu cả nhà. Thì giá rất hiện tại giá của nó rất là dễ chơi cho cả nhà mình. Cả nhà mình có thể phát Bluetooth ha, có thể AirPlay Wi-Fi ha, hoặc có music server cả nhà ha. Hoặc cả nhà mình có thể nghe USB ha, và cái mà tiện lợi nhất đó là cắm từ cổng quang TV xuống. Đó. Thì đây là nội thất của phía trong của hai con, nó y chang nhau cả nhà ha, hai con này y chang nhau. Em đảm bảo với cả nhà mình là tất cả các cái vĩ mạch ở trong này là nguyên bản, nguyên zin hoàn toàn. Hàng về bên Nhật như thế nào em để nguyên như thế đó ha. Và nếu mà cả nhà mình quan sát kỹ cũng như em ha, thì sẽ không thấy, em đảm bảo với cả nhà mình là không có chấm hàng sửa chữa gì trong này, không có chọc máy gì ha, nguyên bản nguyên zin tất cả. Các cái chân ốc này ha, rất là mới luôn. Thì đây là cái con NA6005, giá hiện tại của nó là 10 triệu cả nhà ha. Thì nó sẽ kèm với dây nguồn zin và khiển zin, cùng như là có cái cuốn catalog đi kèm cho cả nhà mình. Rồi, đó là hai con NA6005. Để tiện cho các bác nào mà chưa có nghe được chất âm của 6005 thì em sẽ đi test chức năng của nó ha, để cho cả nhà mình có thể theo dõi được các cái chức năng chính. Đó là bắt Wi-Fi, Bluetooth ha, hoặc là giải mã cổng quang ha, hoặc là đọc file lossless bằng cổng USB phía trước nha cả nhà. Rồi mình sẽ đi nghe một tí những cái âm thanh từ cái đầu NA6005 này nha. Rồi, đây là phía trước mặt của hai cái đầu Marang NA6005 cả nhà ha. Thì phụ kiện đi kèm của nó gồm có nè, một cái anten ha, để cho mình bắt đài AM, dây nguồn zin ha, catalog, khiển zin ha, khiển zin đúng đời nha cả nhà, đúng đời ha. Dây AV đi theo máy ha, một cái sợi dây quang 1.8m ha. Một đôi anten ha, để bắt Wi-Fi, Bluetooth, và một cái USB 32GB ha, chép nhạc chất lượng cao. Thì tất tần tật những cái khoản đó,
cùng với cái đầu có giá là 9 triệu 900 ngàn, giá đã bao gồm phí ship ha. Nếu các bác chuyển khoản đủ cho em thì em sẽ miễn phí ship cho mình. Hai con này cùng giá là 9 triệu 9 cả nhà ha, với đầy đủ các cái phụ kiện cho cả nhà mình. Thì như cả nhà mình biết rồi ha, con này thì ngoài là phát nhạc chất lượng cao từ USB nè, đây là em đang đọc USB ha, mình có cổng quang ở phía sau ha, và mình có anten wifi để bắt bluetooth ha. Nếu như mà cả nhà mình chơi từ điện thoại ha, thì mình có một cái phần mềm là PureTuber ha. Phần mềm này mình có thể nghe nhạc từ YouTube mà không phải dính quảng cáo gì cả ha. Và mình có thể mở cái phần mềm này lên ha, tìm nhạc ở trên này và phát ha. Thông qua Bluetooth, các mình có thể phát Bluetooth ha. Hoặc cả nhà mình có thể kết nối AirPlay với điện thoại bằng điện thoại iPhone ha, và phát AirPlay qua. Rồi, ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể sử dụng cái phần mềm Hi-Fi Remote của Marantz. Cái phần mềm này thì mình có thể điều chỉnh hoàn toàn tất cả ở trên cái máy ha. Thì ở đây khi mà vào phần mềm thì nó sẽ nhận con NA6005 cho cả nhà mình. Khi mà cả hai cùng kết nối mạng cả nhà ha, cả nhà mình có thể cắm dây mạng LAN cũng được, hoặc là kết nối wifi cũng được ha. Thì ở trong đây nó sẽ có đầy đủ các chức năng của con 6005 thể hiện ở trên này, gồm có là internet, radio, music server, bluetooth, Spotify, USB và optical, hoặc là tuner để nghe đài cả nhà ha. Cái phần mà cái app này mình có thể cài trên điện thoại Android lẫn điện thoại iPhone cả nhà ha. Đó. Thì con NA6005 nó rất tiện lợi dành cho cả nhà mình có thể là nghe nhạc chất lượng cao ha, hoặc nghe từ TV xuống, hoặc nghe từ YouTube thẳng trực tiếp luôn, thông qua là Bluetooth hoặc thông qua AirPlay, cái nào cũng được cả nhà ha, rất là tiện luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ha. Ngoài ra thì mình có thể chỉnh được âm lượng ở trên cái điện thoại luôn. Thì giả sử mình ở đây em chọn Optical nè, Optical ha. Thì nó sẽ kết nối với cái TV của mình. Lưu ý là TV mình phải xuất âm cổng quang dùm em ha. Đó. Thì khi mà mình kết nối Optical ở trên này thì ở dưới này nó sẽ chuyển qua Optical cả nhà ha. Nó sẽ chuyển qua Optical. Và bây giờ thì mình sẽ nghe giải mã cả nhà ha, từ TV. Và mình có thể điều chỉnh âm lượng ha, ở trên này luôn bằng cái nút cộng trừ này cả nhà. Đây khi mà mình nhấn trừ á thì nó sẽ giảm nè, nó sẽ giảm ở trên cái ở trên cái đầu cả nhà ha. Còn khi mình nhấn cộng nè, nhấn cộng thì nó sẽ cộng nè. Đó, mình có thể điều chỉnh âm lượng luôn ha, ở trên cái điện thoại luôn. Cả nhà mình đang nghe lại cái album của Kim Yến Vol 1 cả nhà ha. Bây giờ em chọn là hát từ USB ở phía trước cả nhà ha. Thì nó sẽ load cả nhà ha. Đó, nó sẽ load nè. Đây ở trên cái USB này có bao nhiêu nhạc thì nó sẽ thể hiện ở trên cái điện thoại của mình luôn. Đó.
cả nhà ha, thể hiện lên cái điện thoại luôn. Rồi bây giờ mình có thể chọn phát bằng cái điện thoại này ha. Đó, điều khiển bằng chọn bài ở trên đây. Mình có thể chọn bài ở trên đây và cho nó hát bất kỳ bài nào mà mình thích ha. Ở trên cái điện thoại này, giống như album này của Kim Yến ha. Đó, có 9 bài ha, thì nó sẽ load hết 9 bài cho cả nhà mình. Và em chọn phát bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn này ha. Thì nó sẽ phát ha. Và với cái app này ha, mình có thể cũng chỉnh được âm lượng bằng cái nút cộng trừ ở đây cả nhà. Đó. Qua bài này cả nhà. Thì cái con NA6005 này rất tiện để cho cả nhà mình có thể xài các cái cổng kết nối ha, khai thác tất cả các cái, và đặc biệt là nó có thể nghe từ điện thoại hoặc điều chỉnh trực tiếp, điều khiển trực tiếp từ điện thoại luôn. Đó. Thì giá 9 triệu 900 ngàn, đầy đủ phụ kiện ha, full phụ kiện, bao ship cho cả nhà mình. Bác nào quan tâm có thể alo cho em ha, theo số điện thoại em để đầu clip. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.